Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thời tiết giá lạnh hanh khô tại các tỉnh miền Bắc đã kéo dài nhiều ngày nay. Về đêm và sáng trời rét buốt với nền nhiệt độ chỉ phổ biến từ 6 cho đến 9 độ. Riêng các tỉnh vùng núi cao, nhiệt độ còn xuống dưới 3 độ. Đêm qua tại Sapa, Lạng Sơn, Ngân Sơn đều có nhiệt độ ở mức là 1,6 độ, Sìn Hồ, Mẫu Sơn là 2,6 độ và Trùng Khánh là 1 độ. Đợt rét hại bao trùm nhiều ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của bà con vùng núi. Tại Lào Cai đã có hàng trăm con gia súc bị chết vì rét, gần 1.000 hecta rau màu của bà con bị hư hỏng, thiệt hại ước tính đã lên tới trên 35 tỷ đồng. Cái giá lạnh chưa hề có dấu hiệu giảm bớt thì sang đến ngày hôm nay, một làn sóng lạnh yếu nữa lại tăng cường xuống nước ta. Do đó, rét đậm rét hại sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới. Đêm nay tại Bắc Bộ trời vẫn rét buốt khi mà nhiệt độ thấp nhất chỉ ở mức là từ 6 cho đến 9 độ. Còn tại các tỉnh vùng núi cao nhiệt độ vẫn dưới 3 độ. Sáng sớm mai, ở vùng núi có sương mù nhẹ rải rác và nắng cũng xuất hiện sớm như mọi ngày. Sau ngay cả mức nhiệt cao nhất trong ngày cũng chỉ dao động trong khoảng từ 17 cho đến 19 độ. Độ ẩm không khí vẫn khá thấp, từ 50 cho đến 60%, trời rất hanh khô, khó chịu. Xuôi xuống miền Trung, các tỉnh Bắc Trung Bộ cũng chịu sự tác động khá mạnh bởi những làn sóng lạnh tràn xuống từ phía Bắc, nên nơi đây cũng có rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 9 cho đến 12 độ, vùng núi nhiệt độ chỉ từ 7 đến 9 độ, còn ban ngày thì trời nắng, nâng mức nhiệt cao nhất trong ngày lên ngưỡng 17 cho đến 20 độ. Với các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi, mưa chỉ diễn ra ở diện vài nơi nhưng trời vẫn còn rét. Nhiệt độ đêm nay ở nơi này chỉ từ 12 cho đến 15 độ, còn cao nhất trong ngày mai sẽ phổ biến từ 17 cho đến 24 độ. Thời tiết tại khu vực Nam Trung Bộ trong ngày mai lại tương đối dễ chịu. Ban đêm trời hơi se lạnh, còn ban ngày thì rất ấm áp. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 cho đến 24 độ và cao nhất từ 26 đến 29 độ. Hiện nay không khí lạnh đã khuếch tán khá sâu xuống khu vực phía Nam. Do vậy mà hầu như toàn bộ vùng cao Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đang nằm trong phạm vi ảnh hưởng của không khí lạnh. Tuy không làm nhiệt độ giảm sâu như ở các tỉnh thành phía Bắc, nhưng không khí lạnh cũng đã giữ cho nhiệt độ ban ngày tại hai khu vực này ở mức khá dễ chịu. Với Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất ngày mai chỉ từ 23 đến 26 độ, còn Nam Bộ từ 28 cho đến 31 độ. Tuy nhiên vào ban đêm, do vị trí địa hình cao nên người dân tại Tây Nguyên sẽ cảm nhận được tiết trời đông rét, khi mà nhiệt độ ở mức là 14 cho đến 18 độ. Còn tại các tỉnh Nam Bộ thì cảm giác cũng se lạnh hơn với mức nhiệt là từ 20 cho đến 23 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét, có lúc trên 4 mét, biển động mạnh. Tại quần đảo Hoàng Sa sẽ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Nhiệt độ là từ 22 cho đến 26 độ. Còn tại khu vực Nam Biển Đông, cũng do ảnh hưởng kết hợp giữa không khí lạnh và vùng nhiễu động đang hoạt động mạnh, cho nên có mưa rào và dông, gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Tại quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Và trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 cho đến 27 độ. Đến đây thì bản tin thời tiết tổng hợp ngày hôm nay của kênh VTC14 xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ bên gia đình.